cùng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm món cà phê trứng. Mọi người hãy cùng làm với mình nha. Thì bước đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái lòng đỏ của trứng nè. Cái tô này là mình sử dụng 2 lòng đỏ trứng á. Mình sẽ sử dụng hết cái hộp sữa đặc ông thọ này luôn. Nếu bạn nào muốn ăn béo nữa thì mình sẽ cho nhiều hơn nữa. Mình sẽ cho hết hộp sữa ông thọ này vào. Lấy cái muỗng mình bét hết luôn, nó béo. Rồi. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái đầu đánh trứng này nè. Mình nghiêng cái tô, mình sẽ đánh đều. Sau khi mình quay cái phần sữa và phần trứng nó sệt được rồi mọi người, mình đánh nó cảm thấy nặng nặng tay là ok rồi đó. Như vậy nè. Đó. Như vậy là đã được rồi. Mình tiến hành mình pha cà phê nha. Sau khi mình pha cà phê và mình đã chuẩn bị một cái chén ấm này nè, mình để mình ngâm cái ly cà phê cho nó ấm á mọi người. Và mình sẽ cho cái lớp trứng và sữa nãy mình đánh bông lên vào ly. Cái cà phê này mình nên uống nóng á, nó sẽ ngon hơn là mình uống lạnh nha mọi người. Sẽ cho hết vào. Mình thích ăn cái phần trứng nên mình cho nhiều vào. Đây là cái ly cà phê trứng của mình nè mọi người. Mọi người thấy hấp dẫn không? Mời mọi người uống cùng mình nha. Để mình thử cái lớp trứng này, mình đánh thử coi nó ngon không nha. Đây, rất là mịn luôn. Trời ơi, sữa với lòng đỏ trứng á, vậy nó béo ơi là béo luôn á mọi người. Mình uống xíu. Một xíu cà phê mình uống một xem nó có hợp không nhà, nó có ngon không nhà. Cái món này là rất nổi tiếng rồi. Mình toàn là mình uống ở ngoài quán không à. Ngon quá mọi người ơi. Rất là béo. Uống chung với cà phê á, cà phê nó có vị đắng đắng. Uống nó hòa quyện với nhau rồi. Số 1. Mình ở nhà mình rảnh lắm, mình toàn làm những cái món béo béo hay không mà chắc muốn mình đi mình lăn luôn á mọi người. Món này rất là ngon nên mọi người hãy làm thử và cùng thưởng thức với mình nha. Nếu mà mọi người thấy món này hấp dẫn và ngon, hãy cho mình một like và subscribe để ủng hộ với kênh mình nha mọi người. Và nhớ bấm cái chuông ở phía bên dưới á để đón nhiều cái video của mình sắp tới nha. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người nha.